Thưa quý vị và các bạn, phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo Vi Văn Hai, tên thường gọi là Mằn, là thủ phạm gây ra vụ thảm sát 4 người tại bản Phòng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An hồi tháng 7 vừa kết thúc cách đây ít phút. Phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã cập nhật những thông tin mới nhất từ phiên tòa này. Quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, bị cáo Vi Văn Hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như hung khí gây án mà hội đồng xét xử đưa ra tại phiên tòa. Tuy nhiên, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Vi Văn Hai vẫn tỏ ra hết sức bình thản, lạnh lùng trước hành vi phạm tội của mình, khiến nghìn người tham dự phiên tòa ghê sợ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Nghệ An, vào ngày 2 tháng 7 2015, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với Vi Văn Hai, nên giữa anh Lo Văn Thọ và bị cáo Vi Văn Hai xảy ra cãi nhau tại khu vực nương rẫy của gia đình anh Thọ. Sau đó, anh Thọ dùng tay không đánh Vi Văn Hai nhưng không trúng. Hai nhà con dao của anh Thọ chém nhiều nhát làm anh Thọ tử vong. Tiếp sau đó, bị cáo Hai đã truy đuổi và giết hại ba người là bà Viêng Thị Dương, mẹ anh Thọ, chị Lê Thị Yến, vợ anh Thọ và cháu Lo Việt Trung, con anh Thọ. Sau khi gây án, Vi Văn Hai quay lại lán anh Thọ đốt lán, vứt dao đi về nhà. Xét thấy mức độ cũng như hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Vi Văn Hai về tội giết người với mức án tử hình.